xe đạp vào Việt Nam như thế nào? Ông Hoàng nào là người sở hữu xe đạp đầu tiên ở Việt Nam? Trong số những châu bản chứa Nguyễn được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 thì chúng tôi có tìm thấy văn bản giới thiệu Thành Thái về chiếc xe đạp. Vào ngày 26 tháng 7 năm Thành Thái thứ 9, tức là năm 1897, về việc chi xuất tiền để mua một chiếc xe của nước ngoài với giá 300 đồng bạc ạ. Văn bản này thì có ghi loại xe này là Lưỡng Luân Cơ Gia, tức là chiếc xe hai bánh. Thì nhà vua có gạch đi và sửa lại là cước xa, tức là xe đạp ạ. Người trình tấu khi đó có lẽ chưa biết gọi tên, cũng như không hiểu như thế nào là chiếc xe đạp, nên đã dùng bốn từ Lưỡng Luân Cơ Xa để mô tả chiếc xe đạp. Nhưng khi vua Thành Thái đọc châu bản, ông đã sửa thành hai từ cước xa. Chúng ta có một cái trang châu bản rất là giá trị. Nó cho thấy rằng là vua Thành Thái đã có một cái quyết định rất đặc biệt khi mang một cái số tiền để mua về một cái phương tiện có thể nói là rất là mới lạ trong lịch sử Việt Nam. Có thể là chiếc xe đạp đầu tiên nó xuất hiện ở Nam Kỳ. Nhưng cái điều đáng trân trọng ở đây là chính thức nó được một ông hoàng rất trẻ đặt mua chính thức bằng con đường ngoại giao. Và nó là một cái biểu hiện của một cái phương tiện hiện đại nhất trong cái cuộc giao lưu tiếp xúc với người phương Tây. Bên cạnh chuyện đi bộ, đi thuyền và những cái xe ngựa, thì chính thức trong Đại Nội Huế đã có một chiếc xe đạp như là một cái biểu tượng, một cái phương thức đi lại hiện đại nhất trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương thời. Tôi nghĩ rằng vua Thành Thái là một con người rất đặc biệt, trong một cái hoàn cảnh rất đặc biệt. Khi mà ông đang còn nhỏ thì ông đang chịu ảnh hưởng của rất nhiều những cái vị cận thân gọi là cực đoan bảo thủ trong Đại Nội. Nhưng khi ông qua bước đường 16 tuổi, như là một cái giai đoạn thanh đinh, thì ông đã có những cái bước nhận thức mới trong chuyện canh tân. Cái việc đầu tiên mà chúng tôi rất là tâm đắc đó chính là ông tổ chức một cái buổi sinh nhật năm 16 tuổi. Và trong điện chế nó chưa có, nhưng ông yêu cầu bộ lễ phải soạn ngay một điện chế để ông ngầm thông báo với mọi người rằng ông đã lớn tuổi, ông đã trưởng thành và ông có ý thức như ý thức công dân của người phương Tây, là ông dám chịu tất cả trách nhiệm trước những cái suy nghĩ và những cái hành động của mình. Và trong đó có những nhu cầu canh tân, ông đã nghĩ tới cái chuyện chính thức mua một chiếc xe đạp rất là sớm. Văn bản cho thấy một thông tin vô cùng bất ngờ, rằng vua Thành Thái quyết định mua chiếc xe đạp đầu tiên năm 1897, tức là khi ấy nhà vua mới 18 tuổi. Chiếc xe đạp nó là trở thành một cái công cụ, một cái phương tiện để giúp cho con người ta mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Khi mà khẳng định cái tôi cá nhân để hòa mình vào trong xã hội, thì tôi cho rằng chiếc xe đạp nó đã làm được một cái câu chuyện mà nó như là một cái đồ vật, một cái phương tiện đa chức năng. Khi mà chúng ta đang làm việc với tư cách cá nhân thì nó rất là đơn giản. Nhưng khi đã mang một cái chính sách gọi là quốc thể về mặt ngoại giao, thì mọi quy tắc đều phải có những trình tự và những cái bước rất là cẩn thận và vô cùng trang trọng. Một cái đồ của vua dùng và một cái đồ đã vua đặt mua thì rõ ràng nó phải được lập trình và được đầu tư rất là công phu, kỹ lưỡng. Cho nên lục trong những cái tài liệu lưu trữ, kể cả lưu trữ của Pháp và cái lưu trữ của quốc gia Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những cái tờ báo, ví dụ như tờ Illustration của Pháp, thì họ có những cái bài viết. Và cho tới hiện nay thì chúng ta chưa biết kiểm chứng nó thế nào, nhưng rõ ràng trong đó đã cho biết quá nhiều thông tin chi tiết để triều đình Đại Nam đưa chiếc xe đạp về đây. Cùng với châu bản triều Nguyễn là bức họa trên tờ báo L'Illustration vào những năm 1895-1897, cho thấy Hoàng đế An Nam
đang đứng cạnh chiếc xe đạp mà ông sở hữu. Có hai cái chi tiết mà tôi thấy nó rất là thú vị. Một là vào những buổi chiều hoặc là buổi sáng, và vua Thành Thái sau một cái thời gian làm việc đi quanh Đại Nội thì chiếc xe đạp nó thành một cái câu chuyện, một cái hình ảnh quá mới trong lịch sử Đại Nam. Quan sát xe đạp được vẽ trên tờ họa báo thời ấy, ta thấy chưa có gạt đơ bu, tức là chắn bùn. Xe không sử dụng xích kéo mà dùng hai cây lắp để truyền lực. Đèn xe lúc ấy chưa có dynamo và dường như nó được thắp sáng bằng dầu mù u. Khi ấy, vua Thành Thái chỉ sử dụng xe đạp để đi dạo trong Tử Cấm Thành những lúc rảnh rỗi. Khác với những vị vua truyền thống, vua Thành Thái là người cấp tiến. Ông chủ trương không bài ngoại, nên ngoài việc học chữ Nho, ông còn học thêm tiếng Pháp, khuyến khích con cái cùng quần thần học chữ Pháp, đọc sách Pháp, đặt mua báo Tây để đọc. Vua chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật tân tiến của phương Tây như vũ khí, tàu, thuyền. Bởi vậy, việc vua sửa bốn từ lưỡng luân cơ xa để chỉ chiếc xe đạp thành cước xa đã chứng thực một điều: vua Thành Thái không chỉ hiểu rất rõ văn minh, văn hóa phương Tây mà còn hiểu được tính thực dụng của chiếc xe này. Ý nghĩa của từ cước xa chính là xe đạp hay đạp xe. Xét về ý nghĩa nguyên khởi của từ ngữ, nhưng lại sang trọng và quyền quý hơn ý nghĩa của một công cụ di chuyển khi dùng từ bình dân thuần Việt là xe đạp. Người Pháp khi đưa chiếc xe này vào Việt Nam đã gọi tên nó là Dicycle, Célérifère. Nhưng vua Thành Thái kiên quyết không dùng từ mà người Pháp gọi, và cũng không dùng lưỡng luân cơ xa vừa dài dòng vừa khó nhớ mà lại mang hơi hướng vay mượn từ Trung Hoa. Vua đã sửa và điểm chỉ thành một từ ngắn gọn, cước xa. Mạnh mẽ như đôi chân độc lập của người Việt Nam về mặt tư tưởng văn hóa,